Hot TikToker Quỳnh Bay tiếp tục có màn làm dậy sóng cư dân mạng khi bất ngờ lộ chiều cao siêu ảo, ai nhìn cũng phải hoang mang, chất vấn để biết sự thật. Động thái của Quỳnh Bay nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Quỳnh Bay là nữ idol TikTok nổi tiếng với hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này. Cô được nhiều người biết đến khi sở hữu trình vũ đạo điêu luyện, thường xuyên đăng tải những clip tự nhảy. Quỳnh Bay nhanh chóng gia nhập hàng ngũ những hot girl nhảy điệu nghệ siêu cuốn với những cú lắc hông cùng với các TikToker như Xuân Ca, Hoàng Lan Anh. Tuy nhiên, khác với những hot girl khác, Quỳnh Bay lại có thân phận thoát ẩn thoát hiện. Khi từ gia nhập làng TikToker đến hiện tại, Quỳnh Bay chưa khi nào tự công khai mặt thật. Những clip nhảy của cô đều được Quỳnh Bay che bằng hình ảnh hoạt hình từ công nghệ AI. Chính vì điều này mà Quỳnh Bay khiến các fan không khỏi tò mò. Chính vì có độ ảnh hưởng lớn nên mọi nhất cử nhất động của cô trên mạng xã hội đều được netizen quan tâm sát sao. Mới đây nhất, nữ TikToker đã làm dậy sóng dân mạng khi trong đoạn clip mới đăng tải, cô để lộ chiều cao siêu ảo. Trông cao hơn bình thường một cách khác lạ, nhiều người nghi ngờ cô hack chiều cao trong clip, hỏi thẳng mặt để biết sự thật. Theo đó, trong clip Du Chen nhảy biển tình, Quỳnh Bay đã để lộ chiều cao vượt trội, chuẩn người mẫu. Đây là điều hiếm ai thấy và tỏ ra bất ngờ, một số fan còn hỏi thẳng ở phần bình luận, trầm trồ vì nhìn quá cao. Đáp lại một số bình luận, Quỳnh Bay cũng thừa nhận bản thân không quá cao, thực chất chỉ là do góc quay, cô thừa nhận bản thân chỉ cao 1m56. Cách đây không lâu, Quỳnh Bay đã gây bão dư luận khi công khai vừa tốt nghiệp đại học. Theo đó, điều đáng nói hơn nữa là ngôi trường Quỳnh Bay theo học và tốt nghiệp lại là một trường đại học top đầu ở Việt Nam. Quỳnh Bay sinh năm 2001 và tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành ngôn ngữ Anh, trường có điểm chuẩn đầu vào không hề thấp. Việc theo học và tốt nghiệp cử nhân tấm bằng khá của Quỳnh Bay tại ngôi trường này khiến ai xem cũng phải ngưỡng mộ. Thông tin Quỳnh Bay tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên truyền thông. Netizen ai ai cũng há hốc, bất ngờ trước trình độ không phải dạng vừa của nữ TikToker. Một số người còn chia sẻ, Quỳnh Bay tuy hay lắc hông, là idol TikTok nhưng việc học thì vẫn rất bài bản, không hề có chuyện sa sút. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng Quỳnh Bay học ngành ngôn ngữ Anh ở Bách khoa là một ngành dễ, chê tấm bằng loại khá. Đáp lại những tranh cãi, cô cho biết mình học ngôn ngữ Anh trường Đại học Bách khoa Hà Nội, bằng khá với điểm tích lũy là 3.12. Mình hoàn toàn có thể lên được giỏi, nhưng bởi vì mình không quan tâm bằng cấp lắm nên mình không học cải thiện, mình chỉ để như thế thôi. Mình cũng học chơi chơi, vui vui thôi chứ không xuất sắc gì cả, mình chỉ học dạng được thôi. Mình cũng bị bảo là ngành ngôn ngữ Anh dễ nhất ở Bách khoa. Dễ hơn thật, nhưng nó cũng không phải là đơn giản đối với những người không biết tiếng Anh. Nếu bạn biết tiếng Anh thì bạn sẽ thấy học được, nhưng không biết thì chắc chắn khó rồi. Có bạn bảo học ngôn ngữ Anh thì nên học Đại học Ngoại ngữ hay Đại học Hà Nội thì đúng, những ngôi trường đấy rất tốt nhưng Bách khoa cũng không phải là một lựa chọn tệ. Đấy cũng là do sở thích của mình thôi, mình thích Đại học Bách khoa, mình thích ngôi trường này. Nhưng mình thấy việc học cũng không phải là tất cả, mình thích làm những điều mình mong muốn để cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Chia sẻ của Quỳnh Bay đã nhanh chóng nhận về nhiều sự ủng hộ, phần lớn đều đồng tình với quan điểm này của nữ TikToker. Đồng thời khuyên cô đừng nên bận tâm với những lời tranh luận, bởi cuộc sống là sự lựa chọn của mỗi người, quan trọng bản thân thấy phù hợp và hài lòng với những gì đạt được.